Nếu kẻ nào mà nhớ đến quá khứ quá, tức là trong não, tức là trong cái 1 giờ, tôi lấy ví dụ như là trong một cái giờ hiện tại trong ngày, ví dụ tôi lấy một cái khoảng delta thời gian là 24 giờ ngày hôm nay chẳng hạn, được gọi là một thời khắc. Và trong 24 giờ đấy, kẻ nào sống với hối hận, sống với quá khứ mà chiếm độ khoảng một nửa thời gian, thì bản chất là hiệu quả làm việc của bạn nó chỉ còn có 50% thôi. Kẻ nào mà sống 100% với hối hận trong quá khứ thì kẻ đó sẽ làm việc trong hiện tại là bằng 0%, vì bạn ngồi bạn cứ triền miên với cái quá khứ. Kẻ nào mà sống trong cái thụy miên, tức là cái vọng tưởng ấy, liên tục như vậy thì kẻ đó cũng không có cái thành quả trong hiện tại. Mà nguyên tắc cái thành quả trong hiện tại nó chính là cái bước đệm để cho cái ngày mai chúng ta phát triển. Cho nên là đến cái cuối cùng tôi nhắc bạn là ngay kể cả là thời gian mà làm cho bạn không quên được, thì bản chất đấy là sự lựa chọn của bạn, tức là bạn muốn có một tương lai tốt hay là bạn muốn có một tương lai tồi. Nếu bạn có một tương lai tốt thì bạn phải chấp nhận khép lại quá khứ bằng cái tất cả những cái hành động hiện tại để tìm cách khép lại quá khứ và hàn gắn cái vết thương trong quá khứ bằng hành động. Còn nếu mà đến cái nước đấy mà bạn vẫn không không thay đổi được cái bám chấp trong não bạn thì phải chờ thời gian. Và cái đấy người ta gọi là căn cơ của từng người, và căn cơ của bạn thấp thì nó cứ bám ở trong não và dẫn tới là tương lai của bạn nó sẽ tệ. Và đấy chính là sự lựa chọn của bạn, chứ không phải là ai lựa chọn thay bạn được cả. Vì vậy tôi chỉ cảnh báo bạn là nếu muốn lựa chọn một tương lai tốt thì phải quên đi những cái hối hận đó, và bằng những cái hành vi trong hiện tại để hàn gắn vết thương và tập trung làm việc để phát triển cho hiện cho tương lai. Còn hối hận trong quá khứ không giải quyết được hiện tại, không giải quyết được tương lai. Và nếu bạn cứ hối hận thì tương lai nó tệ, bạn tự chịu trách nhiệm. Và đừng có đổ lỗi là tại số, cũng đừng đổ lỗi là tại ai cả. Và chính đó là sự lựa chọn của mình. Và chúc bạn an lạc và dần thay đổi được những cái vết thương lòng mà chúng ta do cái ngây ngô của chúng ta nó đã gây ra.